Theo khảo sát thì tỷ lệ người có cholesterol cao ngày càng nhiều. Cholesterol cao làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, bệnh mạch vành với các biến chứng nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Cholesterol xấu LDL cao hơn 160mg trên decilit sẽ tích tụ lại, bám vào thành động mạch, tạo ra những mảng xơ vữa. Những mảng xơ vữa ngày càng dày lên, không những làm cho thành mạch máu cứng, giòn, mất tính đàn hồi, mà còn làm hẹp lòng mạch máu, khiến máu lưu thông khó khăn. Nguy hiểm hơn, các mảng xơ vữa bất ổn định, vỡ ra, làm rối loạn cơ chế đông máu, khởi động quá trình ngưng kết tiểu cầu và các sợi fibrin, dẫn đến hình thành huyết khối. Huyết khối trôi theo dòng máu đến những nơi mạch máu phân nhánh hoặc thu nhỏ sẽ làm tắc mạch. Nếu động mạch nuôi tim bị tắc thì sẽ dẫn đến nhồi máu cơ tim. Nếu mạch máu não bị tắc, phần não không được nuôi dưỡng sẽ chết đi trong vài phút, gây ra tai biến mạch máu não, còn gọi là đột quỵ. Trước tình hình trên, các chuyên gia đề ra phương án để giảm cholesterol ngừa đột quỵ, đó là thay đổi lối sống, rèn luyện thân thể, duy trì cân nặng hợp lý, ăn uống khoa học. Bổ sung thảo dược từ thiên nhiên có hiệu quả là phương pháp đang được ưa chuộng ở nhiều nước trên thế giới. Ngay cả các quốc gia có nền y học tiên tiến như Mỹ, Pháp. Đại diện nhóm sản phẩm này là thực phẩm chức năng Herbs Plus. Herbs Plus giảm cholesterol như thế nào? Cholesterol được tạo ra từ hai nguồn, nguồn nội sinh từ gan và các tế bào khác trong cơ thể và nguồn ngoại sinh từ thực phẩm mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Herbs Plus hỗ trợ giảm cholesterol nội sinh, ngoại sinh với tác dụng kép khi phối hợp tối ưu phytosterol và resveratrol, hay còn gọi là men gạo đỏ. Phytosterol giúp cơ thể giảm hấp thu cholesterol. Resveratrol, hay còn gọi là men gạo đỏ, giúp cơ thể giảm sản xuất cholesterol. Herbs Plus ngừa đột quỵ với cơ chế nào? Chính là do tác dụng của natokinase. Herbs Plus sản xuất tại Mỹ với phytosterol resveratrol, hay còn gọi là men gạo đỏ, và natokinase có tác dụng hỗ trợ giảm cholesterol có hại, tăng cholesterol có lợi cho cơ thể bằng tác động kép hỗ trợ giảm hấp thu cholesterol và giảm sản xuất cholesterol, giúp hỗ trợ ngăn ngừa xơ vữa động mạch, giúp hỗ trợ ngăn ngừa hình thành huyết khối, giúp làm tan cục máu đông, tăng tuần hoàn lưu thông máu, hỗ trợ điều trị tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, đau thắt ngực, giúp ổn định huyết áp. Herbs Plus quy cách chai 60 viên. Đối tượng sử dụng: người có mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ, người bị xơ vữa động mạch, tắc mạch do cục máu đông, đau thắt ngực, người có nguy cơ bị tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim như cao huyết áp, bệnh mạch vành, tiểu đường, béo phì, người cao tuổi, người có tiền sử bị tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Herbs Plus hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc, sản xuất tại Mỹ. Điện thoại tư vấn 0838506868.